xe máy làng kia chị? Xe máy mượn của họ chưa đi trả. Xe máy mượn của họ chưa đi trả hả? Dạ. Ủa đây nhà mình có xe máy à? Dạ không. Đi xe đạp. Tưởng là có xe máy chứ. Hả? Mượn của họ. Ồ, anh nhà mình đâu rồi? Dạ, anh đi đặt bò rồi. Đi dắt bò ngoài tí nữa về. À, kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì Khánh đang quay trở lại với gia đình của chị Phùng Thị Hằng. Trường hợp mà có một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt, đáng thương. Và có cháu nhỏ ở đây thì đang mang trong mình một cái căn bệnh cũng thực sự là cũng rất là đáng thương quý vị ạ. Và ngày hôm nay thì Khánh quay trở lại đây để hôm nay thì vợ chồng chị Hằng ấy có đưa cháu xuống bệnh viện tỉnh ở Quảng Bình đây, bệnh viện hữu nghị Việt Nam Cuba đấy, để khám. Thì bây giờ thì Khánh đến đây để thăm hỏi xem rằng là cái tình hình sức khỏe của cháu đi khám về như thế nào, cũng như là một lần nữa chúng ta tìm hiểu về cái hoàn cảnh của gia đình chị Hằng quý vị nhá. Mời quý vị chúng ta cùng theo dõi. Thế là nhà mình là không có xe máy à? Dạ không. Không có, trong nhà không có chiếc xe máy nào à? Dạ không, nhà có. Thế là lúc này là đi mượn xe máy để chờ con đi khám à? Dạ. Dạ, cháu mới đi siêu âm về là họ nói cháu bị bệnh tim bẩm sinh. Đi chăn bò về anh. Dạ, đi đưa bò về đi. Cho hai vợ chồng chăm nhà đây là con bò hồi chữ thập đỏ cho đấy hả? Dạ. Cho chứ miếng bán nó mua lại. Ba con. Tắt tắt. Mẹ ra mẹ phải đi chị ngoan đi về mai một mà chờ rơm về cho bò ăn. Đi mình phải về đấy chứ. Anh mới đi mần về à? Đi mần chi về anh? Để đổ bê tông. Để đổ bê tông á? Để đổ mưa với họ. À. Ôi là kiểm đông mua đông nên đau nên thải hóa mấy ngày đi đổ. À. Em hôm trước có đến người anh thì bị dị ứng chỉ măng đây anh người đi. Đâu? Dị ứng đâu? Đây. Thì cả người đi. Xem đó. Đây chủ. Đâu? Chả từng lấy. Xem. Chứ ngã bôi thuộc con đỡ chứ. Con ngứa hả? Chú ngủ một bài tạm tiêu. Hả? Bài tạm tiêu bữa đấy chưa hết bài tạm tiêu đấy. Bữa trước ấy chưa hết 7-8 triệu hả? 7-8 triệu tiền thuốc á? Tiền thuốc của chị Mắng á. Chứ cũng gắng chứ có việc của ban gì vậy. Họ kêu gì mình kiểm đông này nữa. Hôm trước em có đến thăm hỏi gia đình mình đây. Cũng tình cờ thôi, cũng biết đến cái hoàn cảnh của gia đình anh chị. Có đến. Thế thì thấy chị có nói về cái trường hợp của cháu nhỏ đấy, cháu gái đấy. Cũng bị ốm đau đó. Dạ, thì hôm trước thì em cũng thay mặt cho có hai mạnh thường quân cũng có biếu cho nhà mình 2 triệu để đưa cháu đi khám. Thế thì hôm nay nghe nói là đã đưa cháu đi khám rồi. Dạ, thì em cũng có việc cũng gần đây. Thì em ghé qua thăm hỏi anh chị xem rằng là cháu đi khám thì tình hình kết quả bệnh án thế nào. Dạ, có nghiêm trọng hay không? Rồi cũng tìm hiểu xem là anh thì nghe hôm trước nghe chị nói là anh hay bị ốm đau nhưng mà cũng không biết là anh ốm đau như thế nào. Dạ. Thì hôm nay luôn tiện gặp anh ở nhà đây thì cũng tìm hiểu để chia sẻ cho mọi người biết đâu đó có thể là thấy được cái sự vất vả của gia đình mình thì có thể là cộng đồng giúp đỡ cho nhà mình thêm. Dạ. Chứ anh cũng rỡ đi mình thêm rồi cái nhà đi là mấy miếng nhà thì mày đi ở đồ của chỗ thôi chứ miếng chứ mình được cái nhà được cái chi hết. Dạ. Và mình cái được đông mua thì con cái đau thì mình đau thì dạ có mua. Vâng. Chứ mày khổ để tôn anh đỡ cái này kiếm mang đất mà ở với họ cái chứ không có đất. Sao đất đất nhà anh đã dùng đi mà đây là mình còn đi ở đồ của o nào thì o rồi. O hay là em gái? O. Tức là O là anh là em của ba hả? Rồi đây lại đây ngồi nhà này là anh chi ngồi đó đấy, chi ngồi đó. Chi ngồi chỗ kia đấy. Chi ngồi chỗ đó cho nó. Anh vào đấy ngồi đi. Đấy ngồi chỗ đấy đấy chi đấy cho nó sáng. Dạ. Cầm cái quán ấy. Dạ chi hôm nay đi khám là kết quả nào chị? Dạ đây, bác sĩ kết luận này. Kết luận đó. Để dưới nền đấy, để dưới nền đấy. Thế chị COVID sẽ đưa cho cháu chuyển viện vào chuyển trên này. Hết dịch COVID chuyển đến bệnh viện 90 chuyển đa khoa này, chuyển chỗ Cuba này để tại khám lại tim bẩm sinh, sau đó chuyển lên chuyển tên. Hết dịch COVID là chuyển
viện từ đa khoa Dinh 10, từ đa khoa Quảng Ninh, từ đa khoa Quảng Ninh lên bệnh viện Cuba để tái khám, rồi cùng với tái khám là tái khám tim bẩm sinh là để chuyển lên tuyến trên đúng không? Dạ. Tức là hôm nay đi khám là bác sĩ ở bệnh viện Cuba là kết luận là cháu bị tim bẩm sinh. Dạ. Và bị suy dinh dưỡng gì đó đúng không? Dạ. Thấy không? Ở đó. Thế rồi là có gì nữa không? Dạ vậy đừng có cháu bị đâu? Để ăn đi. Đây là ảnh của tim này. Hôm nay là ngày ngày 13 tháng 4 đúng không? Dạ. Thế là siêu âm đường ruột thì là bị gì đấy? Dạ. Kết luận là như nào đấy? Có hiện là hình ảnh là quai ruột ứ dịch. Dạ. Tăng nhu đồng á? Dạ. Thế đây là kết quả đi khám ngày hôm nay đấy hả? Dạ. Ở bệnh viện Cuba hả? Dạ. Dạ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì gia đình của chị Hằng hả? Dạ. Chị Hằng cùng với anh đây thì đã đưa cháu nhỏ, cháu nhà mình tên gì đấy? Dạ, Hồng Phúc. Cháu Hồng Phúc để đưa đi khám thì kết quả là bị tim bẩm sinh. Cháu nhỏ này đây ngồi nè. Bị tim bẩm sinh cùng với là bị về vấn đề đường ruột nữa chị nhỉ? Dạ. Dạ. Thế thì với cái trường hợp bị tim bẩm sinh ấy là em thấy là cháu ngồi xuống đi, chày cháu mặt chú nào. Ngồi xuống. Cái trường hợp tim bẩm sinh ấy là em thấy ở trong bệnh viện Trung ương Huế đấy. Dạ. Là cũng thường xuyên có những chương trình là mổ tim miễn phí đấy. Dạ. Dạ. Thì anh chị cố gắng là theo dõi về cái có thể là liên hệ với một cái bác sĩ nào đó trong bệnh viện Trung ương Huế đấy, hoặc là mình nhờ người quen tìm hiểu về cái chương trình mổ tim miễn phí ấy, ở trong đó đấy, để mình biết để mình có thể đăng ký để xin cho cháu được mổ tim miễn phí. Bởi vì là trong thời gian vừa qua cuối năm 2019 và đầu năm 2020 này cũng có hai chương trình rồi. Mổ tim miễn phí cho những trẻ em bị tim bẩm sinh đấy. Nông dân ở đây thì không biết chỗ mua là chỗ mua. Thì không biết chỗ mua thì bây giờ mình lại phải liên lạc. Chứ mình phải liên lạc, mình nhờ người này nhờ người kia. Chị ạ, chứ không cứ ngồi nhà làm sao mà mình biết được. Vô lấy ghế chỗ. Không cần ghế đâu. Dạ. Nhá. Thế hôm nay đi khám như thế thì bác sĩ có nói về cái việc là nếu mà phẫu thuật cho cháu thì có tiên lượng, có dự đoán về cái chi phí điều trị không? Bác sĩ chưa nói. Có nói không anh? Dạ. Hôm nay anh đưa đi khám hay chị đưa đi khám? Dạ chị, em đưa đi nhưng mà bác sĩ nói là thế chết đi xuống tại khám lại, nếu chuyển đến thì bác sĩ sẽ nói. Vâng. Thế còn bây giờ thì bác sĩ có cho thuốc gì về uống không? Dạ có. Vẫn có thuốc. Vất vả anh à? Dạ. Thôi nhưng mà vườn anh đang ở cái nhà mà cái vườn và anh chị đang ở đây không phải là của nhà mình à? Không. Đấy, anh Dương đang ở đủ đi ở nhà ó. Đó là của ó á? Của ó. Tưởng là của anh chị thì thôi bán đi một góc vừa thôi là có tiền xây nhà với là đưa con chữa bệnh thôi. Đó là có được ngon thôi cái chứ nhà mình ở chứ ở mình ở đủ là mình ở đây. Ở dự nhà cho ó. Ở dự nhà cho ó. Dạ, ó đang ở nước ngoài á. Lúc mua về thì ở nước ngoài thì ở nước nào? Dạ Malaysia. Ở bên Malaysia. Dạ. Đi làm gì bên đó? Dạ cũng biết. Ở nước ngoài có điều kiện hỗ trợ thêm cho. Dạ. Đây là thuốc ngày hôm nay đi lấy hả? Đi khám này là bác sĩ cho đây hả? Dạ. Thuốc như lắm có trong bảo hiểm mà mình phải mua ngoài đấy. Thế là hôm nay đi khám với là mua tiền thuốc có hết nhiều không? Dạ hết 500 tiền thuốc. Hết 500 tiền thuốc? Dạ. Dạ, rồi khám hết bao nhiêu tiền nữa? Dạ 1 triệu nữa. Khám hết 1 triệu nữa? Dạ. Tức là tổng hết 1,5 triệu. Dạ, có 500 là mua sữa với là cháu này ngồi chỗ mẹ nào, cháu này ngồi. Còn 500 là mua sữa cho cháu à? Dạ, mua sữa về bệnh cho cháu. Cháu ngồi xuống nào, chú xem là cái chân của cháu hôm trước mà nói là bị viêm móng bị như nào nào. Bị nào? Cả tay cả cẳng. Đâu xem nó. Tay thế sao đi hôm nay đi khám mà không khám xem là tay cháu bị làm sao đây nữa? Là do bị tím vậy là do đường ruột thì nấy nhé, ảnh hưởng nấy nhu cầu máu nấy. Nên phải chữa bệnh tím xong rồi mới chữa được cái loại bệnh đi. Tức là phải chữa tim xong rồi hả? Dạ. Vâng. Wow. Thế bây giờ là trong gia đình mình thì tài sản lớn nhất là cái gì? Có cái gì không? Được con bò đỏ hồi cho đỏ đó. Hả? Được con bò đó. Được con bò đó thế? Dạ.
Không có gì đâu ạ. Có cái dạ, chi? Thì mình hôm trước nói họ. Mình thì anh mình được mấy với con cái đâu về miền đâu này về cái đi cái khác với hệ thì có. Ừ. Mình được ngay vô đi đông là ngay này thì có. À. Thì anh vừa đi tỉnh anh tỉnh một ngày được 200 bạc về bơ hệ thì có một nửa. À. Thì khổ nhưng mình được đông mua thì mấy thằng con phải đi diện mấy về một chút tiêu nữa bơ hệ thì. À. Thế phương tiện đi lại là của anh chị lấy gì? Xe đó. Xe đạp. Phương tiện đi lại là chiếc xe đi ha. Xe đạp. Xe đạp chứ không có xe máy à? Dạ không. À. À, kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì trước ống kính của quý vị đây chính là gia đình của các thành viên trong gia đình của chị Phùng Thị Hằng và anh là anh Đỗ Văn Hùng. Anh Đỗ Văn Hùng quý vị ạ. Dạ, là cái trường hợp mà trong cái video trước quý vị chúng ta đã biết đến đấy, là một cái hoàn cảnh mà thực sự là cũng rất là đáng thương ở xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. À, và lần trước thì Khánh đến đây thì cũng có biết được là cái hoàn cảnh của gia đình anh chị cũng rất là vất vả. À, đặc biệt ở đây đó là hai đứa con của anh chị thì cũng ốm đau triền miên. À, cái cháu đầu thì cũng vừa đi mổ ruột thừa về đúng chị? Dạ. Dạ. Nhìn cũng rất là mạnh khỏe, cũng đẹp trai, tuy nhiên thì cũng vừa phải đi mổ ruột thừa về. À, cái điều mà được các cô chú cộng đồng mạng đấy cũng rất là quan tâm đó là có cháu nhỏ này. Thì lần trước đến đây thì nghe chị nói rằng là cháu bị cái bệnh về đường ruột hả? Dạ. Dạ. Thì hôm đó thì Khánh cũng có thay mặt cho các cô chú, các mạnh thường quân có biếu cho gia đình anh chị 2 triệu. Và nói rằng là đưa cái tiền đó là để đưa cháu đi khám bệnh. À, tuy nhiên thì sau khi mà Khánh có trao tấm lòng xong thì rơi vào ngày thứ bảy và chủ nhật cho nên là anh chị cũng không đưa cháu đi khám được. À, và ngày hôm nay thì là thứ hai đầu tuần thì anh chị đã đưa cháu đi khám rồi và cái kết quả thì cái câu chuyện lúc nãy giờ thì quý vị chúng ta cũng đã nghe rồi đấy. Đấy thì hôm nay anh chị ạ, thì em đến đây thì cũng có một mạnh thường quân ở bên nước ngoài đấy. À, đó là anh Lý Nguyễn. À, anh nhá, à, chú Lý Nguyễn, chú Lý Nguyễn, chú Lý Nguyễn ở bên Mỹ ấy, là một một nhà hảo tâm mà có cái tấm lòng yêu thương những cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đặc biệt đó là với những trẻ em mà nghèo rồi là bệnh tật thì anh rất là cảm động chị ạ, anh rất là thương. Và khi mà nghe đến cái câu chuyện của gia đình mình đấy hôm trước đấy, qua cái video hôm trước đấy thì anh rất là cảm động cho nên là anh ngày hôm nay thì anh có gửi về cho em là 2 triệu đồng nhá. Dạ, để biếu cho gia đình anh chị để phù thêm mua thuốc men để hỗ trợ điều trị bệnh cho cháu nhá. Thế còn cái bệnh tim này đấy thì như lúc nãy em nói đấy là anh chị hãy cố gắng liên hệ với một bác sĩ nào ở trong bệnh viện Trung ương Huế đấy. Bởi vì là trong đó là thường xuyên là có những chương trình là mổ tim miễn phí đấy cho trẻ em nghèo nhá. Đấy cho nên là chúng ta cố gắng là liên hệ để có biết được cái lịch để rồi là tới đây có thể là đưa cháu đi phẫu thuật càng sớm càng tốt để cho cháu cái sức khỏe của cháu nó được trở lại tốt hơn, bình phục sớm anh chị nhá. Dạ. Yeah. Thế thì hôm nay thì đây là 2 triệu. 2 triệu đây là tấm lòng của anh Lý Nguyễn ở bên Mỹ đấy nhá. Biếu cho anh chị để phù thêm thuốc men cho cháu chị nhá. Dạ. Thì đây là tấm lòng của chú Lý Nguyễn. Ừ nhá. Dạ. Cũng là của ít lòng nhiều chị ạ. Dạ, dạ thì để biếu cho anh chị phù thêm. Thế thì anh chị có muốn nói điều gì không? Dạ. Thôi thay mặt gia đình tôi rất cảm ơn anh Lý Nguyễn. Anh Lý Nguyễn. Dạ. Dạ. Đã biết được hoàn cảnh của gia đình tôi và đã gửi cho gia đình tôi 2 triệu đồng để mua thuốc men cho cháu. Dạ. Tôi rất xúc động mà không biết nói ra nữa. Tôi rất kể cả là cảm ơn. Vâng. Ồ, thế lần trước là em lên đây là em tưởng là cái vườn này là của nhà anh chị đấy chứ? Dạ, không phải. À, tức là mình ở nhờ đây thôi đúng không? Dạ. Dạ. Thôi thì bây giờ vườn rồng này thì nói o là cho một khúc nhỏ nhỏ đấy. Dạ. Mà làm cái nhà. O có cho không? Dạ, ở chưa nói chuyện đi cá. À. Chứ bây giờ con cái của ở đây có nhiều không? Dạ, không, 2 đứa. 2 đứa hả? Dạ. Con cái o lớn chưa? Dạ, một đứa lấy chồng, con một đứa thì đang đi làm ăn. À. Thôi bây giờ nói o là bán rẻ cho, bán chiều cho một góc rồi mà anh chị làm cái nhà mà ở. Dạ. À. Bọn em đang ở rồi mà o này. 2 đứa cứ ở đó thì đã, khi o đi đã, khi mua o về đã thì hãy hằng hay. Thôi chắc là o cho luôn đấy.
cũng o nhìn thấy thương rồi, o cho căn nhà với cái mảnh vườn này luôn đấy. Dạ. Ừ. Thì hôm nay o cho thì rất cảm ơn o. Rồi o cho xong đó là bán một khúc vào đây chỗ này đấy, xong là xây cái nhà cho đẹp đẹp mà mấy bố cho nó ấm ấm này, mấy bố con mẹ con mà ở nhá. À, tôi nghe o cho để mình đi dài dò dò mà ở đây lúc ra lúc vô để những cái miếng này. Vâng. Tôi mà mình được thì mai một mấy đứa cháu đi khám. Dạ dạ. Thế thôi em cũng em là người Hà Tĩnh. Dạ. Dạ thì đợt này là em vào Quảng Bình thì có công việc, rồi là biết đến hoàn cảnh gia đình anh chị thì em đến thăm anh chị nhá. Dạ. Cũng thời gian tới thì rồi cũng không biết là em có thời gian để em ghé đây nữa hay không. Dạ. Bởi vì là từ đây mà về đến nhà em là xa lắm. Đấy là 250 cây số à. Đấy cho nên là cũng ít khi có dịp mà em vào quay trở lại đấy. Thì em cũng chúc cho gia đình anh chị được mạnh khỏe anh nhá. Được gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Rồi tới đây thì cháu điều trị bệnh được nhanh bình phục, để rồi là khỏe mạnh để học tập nhá. Nói chung là thôi thì mình bây giờ là cũng chẳng có người bố người mẹ nào mà sinh con ra là mà mong muốn là mà con có bệnh có tật đâu chị ạ. Ai ai cũng muốn là con cái của mình được khỏe mạnh, rồi là cũng muốn được cuộc sống được bình an, được hạnh phúc đấy, được may mắn, rồi là thành công trong cuộc sống, được giàu có. Tuy nhiên thì ước muốn thì nó cũng là vô cùng lắm. Tuy nhiên thì mình cũng cần phải cố gắng nhiều chị ạ, để vượt qua những cái sự khó khăn trước mắt chị nhá. Thôi em chúc cho anh chị mạnh khỏe, may mắn anh chị nhá. Thôi bây giờ thì muộn rồi. Em xin phép em về nhá. Rồi em chào anh chị nhá. Rồi chào các cháu nhá.